Xin chào mọi người. Cái video này mình sẽ tóm tắt những gì xảy ra 24 tiếng trong tiền điện tử. Vừa rồi thì Sam được ra tòa, thì ổng tuyên bố là ổng không có tội gì hết. Và cái ngày kế tiếp ổng phải ra tòa để bị gọi là phán xét á. Thì cái ngày kế tiếp nó tới tháng 10 2023. Thì nó còn 9 tháng nữa. Ok. Thì là 9 tháng nữa thì sẽ làm gì với 9 tháng nữa? Có thể rất là nhiều thứ có thể xảy ra trong 9 tháng nữa. Nghe, nhưng mà ở đây thì mình không biết, mình sẽ không nói về nó. Ok, ông có thể bị mất tích. Ông có thể bị chết. Ông có thể bị cái gì đó, một cái gì đó xảy ra. Đúng không? Và cái câu chuyện này nó sẽ được xóa bỏ. Không ai 1 năm, 2 năm, 5 năm nữa người ta sẽ không nhớ về tới Sam luôn. Ok, thông tin thứ hai về Sam là vừa rồi ông vừa được ra gọi là được ra tù á. Ok. Thì vừa rồi ông vừa ra thì nó có một cái số tiền từ FTX 1.7 triệu đô la. Nó được dời từ cái ví của FTX đi một cái nền tảng khác. Ok, thì không biết. Thì người ta đặt ra rất là nhiều câu hỏi, phải Sam là cái người đó đã vận chuyển cái đồng tiền 1.7 triệu đô la đó không. Ok, và vừa sau khi ông rời cái chỗ giam là cái chuyện đó xảy ra. Ok. Thông tin kế tiếp nữa là cái tiền mà lấy để Sam được ra khỏi cái chỗ giam á, có tới hai mới ba mới thống kê vừa ra nữa, nhưng mà có tới hai người nữa ứng tiền để được Sam được ra, chứ không chỉ là mẹ với bà con Sam không thôi. Thì cái hai người đó, cái tên hai người đó ứng tiền á, thì ngay bây giờ là không được lộ ra ngoài thị trường, lộ ra ngoài ngoài internet. Tại sao? Thì hai người đó là hai cái người rất là quan trọng. Tại sao hai người đó là được không mà bị cái tên là không được lộ ra? Thì đặt họ câu hỏi tại sao tòa án là rõ ràng là tất cả phải, mọi thứ phải nằm ở trên bàn để người dân có thể cập nhật cái thông tin đó, mà tại sao hai cái tên đó là được bị ngăn chặn? Hai cái tên đó có liên quan gì tới nhà nước Mỹ hay không? Hai cái tên đó có liên quan gì tới Kevin O'Leary hay không? Và hai cái tên đó là ai đã ứng tiền cho